Anh ơi, nhà em có bộ bàn ghế tối màu, có người vào trả 400 triệu mà bố em không bán. Anh có biết là loại gì không? Gỗ tối màu thì có rất nhiều các loại gỗ tối màu. Như đây là gỗ mun sừng này, cũng là rất là tối màu đúng không? Thứ hai nữa là gỗ mun hoa, cũng rất là tối màu. Và thứ ba nữa thì có thể là cái dòng gỗ chắc đen à, thì cái tông màu của nó rất là tối. Và thứ tư nữa thì cũng có thể là gỗ gụ ta của mình để lâu ngày thì nó cũng xuống cái màu tối tối. Cho nên để mà biết rõ là loại gỗ gì thì khá là khó. Nhưng mà để mà người ta trả cho gia đình nhà mình mà 400 triệu bộ bàn ghế thì chắc hẳn đây không phải là loại gỗ thông thường. Bởi vì nếu mà là gỗ gụ ấy thì một bộ nó chỉ khoảng vài chục triệu thôi à, mà trả 400 triệu mà gỗ mun hoa thì anh nghĩ là khả năng là hơi khó. Bởi vì nếu người ta trả 400 triệu thì cái mức định giá của cái bộ bàn ghế đấy ở ngoài thị trường nó phải rơi vào khoảng 7 đến 800 triệu. Người ta bán ra thì người ta mới trả đến 400 triệu. Đấy, mà bộ bàn ghế mà 800 triệu mà bằng mun hoa thì nó phải là những bộ rất là khủng mà ở thời điểm hiện tại bây giờ mà người ta mới có thể làm được. Còn từ ngày xưa thì vẫn chưa thể có những cái bộ mà nó khủng như thế được. Thì anh đoán là khả năng cao cái bộ bàn ghế nhà em là gỗ chắc. Thì hãy kiểm tra kỹ càng lại xem nhá, nhưng mà đừng có cắm của ông già đấy nhá.